Xin chào tất cả Bionier Việt Nam và xin gửi lời chào tất cả đến Bionier của toàn thế giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video mới nhất của mình trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2024 trên quê hương Việt Nam thân yêu. Hello, World Bionier. Xin gửi lời chào tất đến tất cả các Bionier của toàn thế giới. Thì video ngày hôm nay mình tiếp tục giới thiệu những cái bức ảnh đẹp mà Bionier thể hiện tình yêu bi à, nồng nàn. Bức ảnh đầu tiên mà chúng ta nói đến đó là một chiếc bánh mà trên đó có biểu khác biểu tượng bi thì đây là một chiếc bánh thì ý nghĩa rằng là bi nó sẽ vô cùng ngọt ngào trong tương lai nghĩa là nó sẽ đem lại giá trị cho những người đang sử dụng nó đó là mục đích mà biểu này mình nghĩ biểu này muốn đến và quái yêu bi quái tin tưởng rằng bi sẽ thành công và bản thân tất cả chúng ta những người đoàn đầu bi thì rất mong là chúng ta hãy kiên trì à, hàng ngày cách tiêu sát đều để chúng ta có những cái đồng bi quý giá về thực chất là bên nay chúng ta đào được đồng bi cũng rất là khó khăn và tốc độ đào nếu bạn solo thì một ngày chứ là không phải không không một rất thấp tỷ lệ đào bi rất thấp nên chúng ta cần phải kiên trì đào bi nhưng bạn mà mới vào thì chúng ta cũng phải kiên trì đào vì uh, bi nó không hiếm rất nhiều rồi và những bạn đợi lâu rồi chúng ta đừng bỏ cuộc, chúng ta tiếp tục, tiếp tục cách tỷ sát hàng ngày. Đây là một hình ảnh để đồng viên tất cả chúng ta rằng bi uh, sẽ giúp chúng ta có sự ngọt ngào trong cuộc sống, trong tương lai. Đó là thông tin thứ nhất mà thật muốn nói đến người thông qua bức ảnh về một chiếc bánh có khác bi tượng bi. Bánh này là bánh ngọt, là bánh nướng và chúng ta tiếp tục đến một cái thông tin thứ hai cũng là một cái thể tình yêu bi mà tình yêu bi thể ở một bức ảnh và có một cô gái là bức ảnh có một cô gái cô gái đòn đào xung quanh là có những đồng bi có chiếc rìu của ấy đào những đồng bi này thì biết, mà cái thông điệp mà cô ấy muốn gửi đến là thờ mỏ tiên phong năm bốn những gia đình mà tôi cùng nhau tồn tại mãi mãi. Bức ảnh này muốn gái một điều là vì đầu bay là không dành cho những không những cho dành cho nam giới mà có thể dành cho nữ giới nghĩa là tất cả của nia không phân biệt màu da chủng tộc cũng không không phân biệt già trẻ gái trai họ chỉ cần có tình yêu bi và có chiếc điện thoại cho nhỏ xinh xinh là chúng ta có thể đào những đồng bi tuyệt vời và đây là một hình ảnh để lan tỏa rằng là tình yêu bi quá ngọt ngào của một uh, billie trên những đoạn pha sai. và vẫn đề chúng ta nếu chúng ta yêu bi thì chúng ta vẫn có thể tạo ra những bức ảnh đẹp như vậy đưa lên diễn đàn và biết đâu chúng ta là đoạt giải trong cuộc thi uh, uh, lễ hội uh, bi art thì thì quá tuyệt vời chúng ta sẽ cưỡng một số bi rất là lớn Vậy đây là một bức ảnh À, mừng Bionia niên muốn cái tình yêu bi thông qua hình ảnh một người thợ mỏ, đòn, thợ đòn đào, những đồng bi quý giá Và đồng bi này sẽ giúp chúng ta có sự giàu có, giúp chúng ta có một cuộc sống khá giả Đó là ước mơ của Bill Không chỉ riêng mình mà tất cả những bạn đồng đội đồ bi mặc dù hiện tại thì nhiều bạn vẫn uh, cho rằng bi vẫn chưa chưa có giá trị vẫn chưa có giá trị bản thân thật sự uh, bay lúc này vẫn chưa có giá trị vì nó chưa được uh, nét mở nó chưa được lên sàn mình không mình tin khả năng là BAY sẽ lên sàn nhưng mà sau khi mà mở thì vẫn chưa có giá trị nhưng chúng ta vẫn thấy đâu đó những hoạt động dùng bi để đấu hàng quá đó là một tín hiệu mừng và số lượng Muni được cao C chúng ta biết là 10 triệu người và tương lai nó sẽ còn số lượng cao C còn còn nhiều hơn nữa và chúng ta hãy tin tưởng rằng một ngày nào đó B nó sẽ thống trị thế giới cũng như uh, giống như bức ảnh tiếp theo mà thành muốn nói đến mọi người là B sẽ trở thành một vị vua vị vua trong tương lai thông qua bức ảnh này đây một vị vua mới khởi sự khai sinh của một vị vua mới đó là đồng bi đây là đồng bi và bên đây là đồng BNB đồng cơ sở của cái sàn Binance này đồng ETH đồng tiền đồng đứng thứ hai trong những đồng tiền ảo của nhân loại đồng BTC là gã khổng lồ rồi nó đứng thứ nhất qua đó những cái bấm son này đồng nhiều đồng khác thì đây là một hình ảnh để Binance muốn nói đến là họ họ có một cái niềm gọi là một cái niềm ước mơ ước mơ cháy bỏng là bay nó sẽ thành một vị vua vị vua trong tất cả những đồng tiền điện tử thì dùng từ đồng tiền điện tử và có đồng tiền khác phải cúi chào vị vua mới này bạn nghĩ sao về bức ảnh tuyệt vời này sự ra đời của một vị vua mới mọi người hãy lịch sử nhé sự ra Tức là pioneer họ thể một cái tình yêu trái bỏng thông qua một bức ảnh về có đồng tiền xem Bây là một vị vua vị vua, vua, mới trong tương lai bản thân các bạn nghĩ sao về bức ảnh này nếu các bạn thấy bức ảnh này hay bức ảnh này đúng thì các bạn hãy comment dưới phần mô tả video để chúng ta cùng nhau thảo luận về cái bức ảnh về những bước tiếp theo của bi bạn có tin tưởng bây sẽ thành công hay không thì nếu bạn tin tưởng thì các bạn hãy comment nếu bạn không tin tưởng thì bạn cũng comment để chúng ta xem thử số lượng bạn tin tưởng nhiều hay ít Còn thằng mình thì làm những video ví dụ, về về bay thì mình tin rằng bay nó sẽ thành công còn nếu không bay không mình không tin bay thành công thì tất nhiên mình sẽ không làm những cái video về bay mọi người nên rất mong mọi người nếu đồng quan điểm là bây sẽ thành công thì hãy giúp mình cho mình những lượt like, những lượt subscribe, đăng ký kênh, bây network để update và chia sẻ những cái video của mình đến những người yêu bây xung quanh các bạn để tạo nên cái động lực để họ tiếp tục đào những cái đồng bi tuyệt vời trong tương lai đồng bi tuyệt vời hàng ngày và tránh cái việc bỏ bỏ việc kết tia xét cho nên chúng ta sẽ có một cái sự hối hận nho nhỏ trong tương lai nếu như đồng bi được mời đến mở thì chỉ cần nó có giá trị thôi một tấu thêm một đô là chúng ta cũng có tiền rồi hiện tại nếu nếu mà nó, lúc đầu khi mà nó mở thì mình nghĩ là giá trị của bi nó chỉ thấp thôi nhưng mà sau dần dần rằng là bi nó sẽ tăng giá trị lên và khi đó đúng theo dự kế hoạch ban đầu của đầu ngũ viên nước quốc thì bây nó sẽ đồng là tiền chung Hoặc ngon giá trong việc thanh toán tất cả nhân quả trên toàn thế giới này thì quá tuyệt vời quá tuyệt vời cho tất cả chúng ta nếu điều đó được xảy ra và mình mong điều đó sẽ xảy ra trong lần tương lai gần nhất một lần nữa rất mong mọi người hãy like video và hãy cho thành những lượt subscribe những lượt subscribe vô cùng quý giá để giúp cho kênh được biết đến trên toàn thế giới một lần nữa xin chào mọi người thank you very much please like video and subscribe my channel youtube thank you very much goodbye see sure you again